Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 1 tỷ đồng một chữ Đảng ăn hại nhân dân. Gói thầu lắp dựng khẩu hiệu chỉ có 11 từ tại tỉnh Hòa Bình được Đảng phê duyệt với giá trị xấp xỉ 11 tỷ đồng, tương đương mỗi từ giá 1 tỷ đồng. Để lắp dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên đồi Ông Tượng ở phía sau tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình dự kiến chi ra 10 tỷ 990 triệu đồng việc lựa chọn nhà thầu thi công theo hình thức rộng rãi, song kết quả lựa chọn nhà thầu thi công lại không được công khai. Đây là hình ảnh khẩu hiệu đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên đồi Ông Tượng phía sau tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình duyệt chi 11 tỷ đồng. Theo báo Doanh nhân Việt Nam, vào ngày 17 tháng 7, ông Bùi Văn Kiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu công trình lắp dựng khẩu hiệu tạo dựng cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng thuộc phường Trăm Mát, thành phố Hòa Bình. Gói thầu có tổng giá trị gói là 10,39 tỷ đồng, được lấy từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế. Trong quyết định vừa ban hành, riêng thi công xây lắp công trình được tính giá hơn 10 tỷ đồng. Hạng mục tư vấn giám sát thi công được tính là 328 triệu đồng. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu thi công xây dựng là 43,2 triệu đồng. Bảo hiểm xây dựng 10 triệu đồng và tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xấp xỉ 9,1 triệu đồng. Dự án lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng được ông Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Kiểu phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5 năm 2019. Hiện ông Kiểu đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2020. Song quyết định này vẫn được triển khai và theo dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2020. Quyết định này nêu rõ dòng khẩu hiệu có chiều cao chữ 10m, rộng 1,4m và độ dày 6m. Vật liệu xây dựng được sử dụng là khung chữ, kết cấu thép tráng kẽm, vật liệu bọc bên trong thành chữ bằng aluminium là nhôm, mặt chính diện bằng thép tấm sơn tĩnh điện. Trên mặt đục lỗ bố trí các bóng đèn LED và hệ thống đèn LED được điều khiển tự động, hẹn giờ. Trong quyết định đó, tổng mức đầu tư dự kiến là 10,99 tỷ đồng. Như vậy, trong quyết định mới ban hành và đang được triển khai, tổng giá trị dự án giảm 600 triệu đồng so với mức dự kiến đầu tư ban đầu. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Kiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình mới về hưu đầu tháng 9 năm 2020, người đã ký quyết định phê duyệt dự án này từ tháng 5 năm 2019. Sau quyết định vào hồi tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư dự án. Theo tìm hiểu của báo Doanh nhân Việt Nam, công ty trúng thầu này là công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ, có trụ sở tại số 716 đường Cù Chính Lan, thành phố Hòa Bình. Hiện phía công ty Anh Kỳ đã nhận đối ứng 40% số tiền cho dự án. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi nghiệm thu. Tại đồi Ông Tượng vào sáng ngày 24 tháng 9 năm 2020, hiện công trình lắp dựng 3 chữ cái và đang được phủ bạt. Theo dự kiến, thời gian hoàn thành của dự án là trước ngày 1 tháng 10, nghĩa là chỉ còn khoảng 1 tuần nữa cho đơn vị thi công tiến hành công việc. Ở Việt Nam, nhiều năm nay, có nhiều doanh nghiệp làm sân sau cho các quan chức lãnh đạo và những doanh nghiệp này thường trúng thầu liên tiếp những gói thầu béo bở với giá cao rồi chia chác lại cho những quan chức đã ký duyệt các dự án này. Ngoài gói thầu lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí cho khu vực đồi Ông Tượng, công ty đầu tư và phát triển Anh Kỳ còn là đối tác quen mặt trúng nhiều gói thầu khác của sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình. Tại tỉnh Hòa Bình, công ty đầu tư phát triển Anh Kỳ có tham gia 9 gói thầu, trong đó đã trúng 8 gói, còn một gói đang chờ kết quả. Gần đây nhất vào tháng 4 năm 2020, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu cải tạo sửa chữa cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, giá trị hơn 13 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2019, công ty này nằm trong liên doanh trúng thầu gói thi công xây lắp nhà lớp học trường mầm non xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, Hòa Bình với giá hơn 7 tỷ đồng. Hiện, công ty đầu tư phát triển Anh Kỳ còn tham gia gói thầu mua sắm xe, mô tô, trang bị cho lực lượng công an xã tỉnh Hòa Bình vào năm 2020. Gói thầu do công an tỉnh Hòa Bình mở thầu có giá trị gần 2,8 tỷ đồng nhưng hiện chưa có kết quả. Đây là hình ảnh chiếc chuồng bò có giá 236 triệu đồng ở Nghệ An. Biệt thự của con bò giá hơn 200 triệu đồng ở Nghệ An có gì đặc biệt? Câu hỏi này đã đặt ra. Nghệ An xây dựng 67 chuồng bò cho người dân tộc Ơ Đu
với giá từ 190 cho đến 236 triệu đồng một chuồng, khiến nhiều người tò mò không biết bên trong có gì mà đắt đến thế. Theo quyết định 2618 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vào năm 2019 về việc phân kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ phát triển thì có hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền hơn 12,6 tỷ đồng tại bản Văn Muôn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương. Trong đó có 4 chuồng loại 1 được đầu tư gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 có giá xây dựng hơn 7,2 tỷ đồng. Trong số 67 chuồng bò có 10 chuồng loại 2 với kinh phí lên tới 2,36 tỷ đồng, tức là một chuồng bò được đầu tư khoảng 236 triệu đồng. Mỗi chuồng nuôi có kích thước 4,5 x 6,69 m, chiều cao tường 2,7 m, trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông, nền nhà bê tông, phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn. Mặc dù giá lên tới gần 200 triệu đồng, nhưng chuồng bò cũng không có gì đặc biệt, vẫn được xây tường bao, lợp tôn, chống nóng. Chuồng bò được xây dựng với vật liệu đơn giản, nhưng chi phí lên tới hơn 200 triệu đồng khiến nhiều người bất ngờ vì nó quá đắt đỏ. Nhiều người cho rằng với thiết kế như vậy, mỗi chuồng bò chỉ có đầu tư từ 5 đến 60 triệu đồng là cùng. Đây là hình ảnh vụ nâng khống giá thiết bị chữa bệnh từ 7,4 tỷ đồng lên 39 tỷ đồng ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vừa khởi tố. Từ trái qua, ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền và bà Trịnh Thị Thuận. Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh vừa bị bắt giữ về tội ăn xương uống máu bệnh nhân. Dân gian có câu, sinh viên y khoa học 6-7 năm thể thốt, khi vào bệnh viện vài năm cũng biến thành kẻ nghiện phong bì. Đó là bình luận của Facebook Trần Quốc Khánh về những vụ tham nhũng mới nhất ở Bệnh viện Bạch Mai. Theo cơ quan chức năng, công ty cổ phần công nghệ Bộ Y tế BMS đã nâng giá thiết bị phẫu thuật lên cao. Từ đó, Bệnh viện Bạch Mai thu phí điều trị của bệnh nhân gấp 5 lần bình thường. Kết quả điều tra bước đầu xác định có một số cá nhân tại công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu có giá từ 7,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên tới 39 tỷ đồng. Có thể nói rằng ngân sách nhà nước là miếng bánh khổng lồ, béo bở mà bất cứ quan chức đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nào cũng mong muốn được chia phần mỗi khi có cơ hội, dù chỉ là những sinh hoạt đơn giản như tổ chức đại hội ở địa phương, cho đến những dự án xây dựng khác. Chẳng người dân nào có thể biết chính xác ngân sách nhà nước, tức tiền thuế của người dân, được dùng như thế nào và dùng vào việc gì cho ích nước lợi nhà. Đó có hàng ngàn, hàng trăm bài báo nói về lạm chi ngân sách, thất thoát tài sản công, cần thắt chặt chi tiêu trong tình hình khó khăn. Dĩ nhiên, nói thì chẳng cần tiết kiệm lời. Vấn đề là xài thì cứ mặc sức xài, thiếu thốn cỡ nào cũng có thể linh động tìm cách xài tiếp. Càng khó khăn, càng sáng tạo trong cách xài. Chẳng hạn, vụ tỉnh ủy Quảng Bình thông báo chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho khách mời và đại biểu dự đại hội đảng bộ của tỉnh này. Đây là hình ảnh văn phòng tỉnh ủy Quảng Bình duyệt chi việc tặng 600 đại biểu và khách mời đại hội đảng mỗi người một chiếc cặp trị giá 3,5 cho đến 3,7 triệu đồng, trong khi giá công khai trên mạng chỉ có 300.000 đồng mà thôi. Như vậy được nâng lên hơn 10 lần. Tình hình chung là ngân sách năm nay tiếp tục bội chi. Sau 7 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã bội chi khoảng 101,1 nghìn tỷ đồng. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 ước tính đạt 697,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm. Truy cập trang web Cổng Công khai Ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Tài chính vào ngày 23 tháng 9 năm 2020 cho thấy dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 có thể đạt bội chi 234.000 tỷ đồng, tổng thu 6 tháng đầu năm đạt 668,6 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi là tới 729.000 tỷ đồng. Muốn biết phần nào tiền thuế người dân dùng vào việc gì, hãy thử vào trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Ở đó bạn sẽ thấy chi tiết những kế hoạch chi xài rùng rợn, vô tội vạ như thế nào. Và khi nhập vào ô của trang web này thì người ta sẽ thấy bộ này chi 414 tỷ đồng cho việc xuất bản cuốn sách Dưới cờ Đảng, Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, đổi mới, sáng tạo, xây dựng, giàu đẹp và văn minh. Để thấy người ta chi tới 151 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng khu di tích căn cứ tỉnh ủy thời kỳ chống Mỹ cứu nước tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 8.031 tỷ đồng được dùng để mua sắm thiết bị giảng dạy nghiệp vụ năm 2020 của trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân.
và chỉ riêng việc biên soạn, xuất bản và in cuốn sách quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội xưa và nay của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tốn hết 396 triệu đồng, toàn đơn vị hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Và trang Hệ thống đấu thầu quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư liệt kê các dự án lớn nhỏ của từng địa phương lớn nhỏ, giúp cho thấy ở đâu đang muốn ăn gì, cơ quan nào ăn như thế nào một cách có hệ thống và đúng luật. Công an tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn, với dự án đơn giản là cung cấp dịch vụ in băng rôn, tờ rơi phục vụ tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và cơ quan này đã nêu giá dự toán tới 1 tỷ 161 triệu đồng. Đây là hình ảnh quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình trị giá hơn 1.500 tỷ đồng bị bỏ hoang nhếch nhác. Ăn bạo nhất và công khai nhất, hoành tráng nhất và thậm chí có thể được khen khi ăn là ăn theo Đại hội Đảng. Tìm kiếm thông tin về Đại hội Đảng, bộ các cấp những ngày này sẽ dễ dàng thấy vô số bài viết tuyên truyền về tiến tới Đại hội Đảng. Tiến tới, đây cũng có nghĩa là tiến tới những cuộc rút tỉa, rầm rộ. Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội với dự án mang nội dung trang trí sắp đặt một số cụm mô hình tác phẩm nghệ thuật xung quanh Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày phê duyệt 22 tháng 9 năm 2020 đã ghi dự toán là 727 triệu đồng. Đó chỉ mới là Ban Quản lý Phố Cổ, cơ quan to hơn, dĩ nhiên phải sơi mâm to hơn. Văn phòng Thành ủy Hà Nội có một kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 một cách rất hoành tráng, và khoản dự kiến là 9 tỷ 369 triệu đồng. Cụ thể, chi phí tư vấn thuê hội trường phục vụ đại hội tới 1 tỷ 200 triệu đồng. Chi phí tư vấn đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi ở tổ chức đại hội là 842 triệu đồng. Mua cặp da đựng tài liệu 960 triệu đồng. Chi phí tư vấn in và gia công sổ phục vụ đại hội 95 triệu đồng. Tư vấn in phù hiệu đại hội 55 triệu đồng và rất nhiều khoản khác. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhắc nhở các đồng chí của mình rằng để tiến tới đại hội Đảng bộ Hà Nội, các đồng chí phải tập trung tiết kiệm, rằng đại hội không cần tặng hoa và tổ chức ca múa. Quả là cần phải tiết kiệm, vì chỉ riêng thuê cốc chén trang thiết bị phục vụ giải khát giữa giờ đã là 95 triệu đồng và bút dùng cho đại hội đã là 50 triệu đồng. Và nó cho thấy một chớ trêu, nếu tin ông Nguyễn Phú Trọng thực tâm trong chiến dịch đốt lò hơn là thanh trừng nội bộ, rằng Đảng đang cải tổ và đường lối cai trị nói chung vẫn đúng, thì xem như mặc nhiên thừa nhận bộ máy cai trị này có quyền rút tỉa mồ hôi, nước mắt và xương máu của người dân. Mặc nhiên chứng kiến những mâm cỗ hoành tráng của những kẻ đang ở thế có thẩm quyền đốt lò. Thậm chí xem như là bình thường khi người dân phải nộp thuế để cán bộ có tiền gửi con đi du học ở nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 với bản tin 1 tỷ đồng một chữ Đảng ăn hại nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.